Khán giả của nhà F, ngày hôm nay thì Ngọc Ánh và anh Tiến Duy có một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và thú vị. Đó là thay vì đi máy bay đến Phú Quốc thì chúng mình đã lựa chọn một phương tiện hoàn toàn khác, đó chính là đi tàu. Đó, mặc dù là cũng có hơi say sóng một chút đấy. chút thôi. Ngay tại thời điểm này anh em chúng tôi đang đứng đây thì vẫn lắc lư này đấy. Nên là ai mà say sóng thì khả năng nên cân nhắc. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta có một cái trải nghiệm hoàn toàn mới luôn. Đó là chúng ta sẽ cảm nhận được thiên nhiên Phú Quốc bằng tận mắt mình, có một cái cảm nhận nó rõ ràng và sâu sắc hơn. Cảm nhận rằng là ở đây có một hệ sinh thái về thảm thực vật, động vật vô cùng là đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó thì khi mà cập bến, chúng mình cũng cảm nhận rõ được rằng là cuộc sống của những người dân làng chài ở đây rất gần gũi, tự nhiên và đời thường. Đó. Thế còn anh Duy thì sao? Đến Phú Quốc rất nhiều lần nhưng mà với lần này thì anh có cảm nhận như thế nào? Thực ra mình nghĩ là cái cảm nhận ấy thì chắc hẳn là ai trong số chúng ta cũng sẽ có cái cảm nhận giống nhau thôi, là Phú Quốc rất là đẹp, bởi đẹp thì mới có cái biệt danh ở đảo Ngọc Phú Quốc, đúng không ạ? Và đối với mình thì mình có bốn cái điều mà mình ấn tượng nhất về Phú Quốc. Thì điều đầu tiên mà mình đánh giá cao đó chính là cái điều kiện tự nhiên ở Phú Quốc. Nếu như mọi người chưa biết thì đảo Phú Quốc có đến tận 150 km đường bờ biển có thể tắm được nhá. Đấy là con số cực kỳ ấn tượng. Và thứ hai nữa là tuy là một hòn đảo thế nhưng mà lại có đến tận khoảng 100 đồi núi. Do vậy thì mọi người thấy là cái hệ sinh thái ở tại Phú Quốc rất là đa dạng và phong phú. Do vậy thì Phú Quốc luôn luôn là những cái điểm dừng chân để nghỉ dưỡng, để du lịch mà phải nói là hàng đầu ở trong list của mỗi người khi mà mọi người có ý định là đi du lịch ở đâu đấy. Không chỉ là khách Việt Nam mà còn thậm chí là khách quốc tế nữa. Thì yếu tố thứ hai mà làm mình vô cùng ấn tượng đó chính là yếu tố con người ở đây. Như mọi người thấy thì từ ngày xưa đến bây giờ thì hầu hết là người dân Phú Quốc đều sinh sống bằng nghề trái lưới. Do vậy thì cái tinh thần của họ rất là thoải mái, rất là nồng hậu khi mà chúng ta đến đây du lịch. Cái yếu tố thứ ba mà làm mình cũng ưng ý đó chính là yếu tố thời tiết. Thì Phú Quốc nằm ở trong một cái vùng khí hậu cận xích đạo, giữa cái vùng khí hậu cận xích đạo và xích đạo, cho nên là nó ít khi chịu ảnh hưởng bởi những cơn bão to. Và trong năm thì cũng chỉ có hai mùa mưa, mùa khô thôi. Mùa mưa thì cũng không diễn ra quá dài, cho nên là thời điểm nào trong năm mọi người đi du lịch ở Phú Quốc ấy, thì cũng sẽ được hưởng cái bầu không khí rất là thoải mái và dễ chịu. Và yếu tố cuối cùng đó chính là yếu tố văn hóa, kinh tế. Thì ở đây người dân sinh sống chủ yếu nghề trái lưới, tuy nhiên thì cũng có một số những cái nghề khác để mọi người có thể đến đây để mà khám phá. Ví dụ như là nghề làm ngọc trai này, đúng không? Đúng rồi. Ấy, hay là nghề làm mắm. Chính xác, nước mắm Phú Quốc thì chắc chắn là mọi người đều đã biết rồi. Hết nước chấm. Đấy, bốn yếu tố đấy chính là bốn yếu tố mà mình cực kỳ ấn tượng nếu như ai mà hỏi mình cảm nhận như thế nào về Phú Quốc. Tuy nhiên nếu mà để nói về bất động sản, tại vì mọi người đang xem nhé mà, thì mình thấy là theo như thông tin mình tìm hiểu được thì trong chiến lược phát triển kinh tế chính trị từ năm 2021 đến năm 2025 thì tỉnh Kiên Giang đang dự định xây dựng Phú Quốc trở thành đô thị loại 1. Do vậy ấy, thì mình nghĩ là cái giá trị bất động sản trong thời gian sắp tới ở Phú Quốc sẽ tăng một cách rất là nhanh chóng. Ngoài ra một yếu tố nữa dành cho mọi người về địa lý ấy, thì nếu như mọi người để ý một chút thì Phú Quốc là một cái điểm dừng chân mà phải nói là rất thuận tiện ở giữa những cái thành phố lớn ở ASEAN. Tức là mọi người có thể đến đây du lịch một cách rất là dễ dàng, không chỉ ở Việt Nam mà những cái du khách quốc tế nữa. Đúng rồi. Không chỉ như thế đâu anh ạ, vẫn còn nữa đấy. Đó là trong chính sách đấy chúng ta còn có điều đầu tiên, đó là miễn thuế cho các doanh nghiệp cũng như là cá nhân mua các bất động sản sở hữu lâu dài. Thế à? Thế nên là sẽ kích thích cái việc mà các nhà đầu tư bất động sản họ sẽ đến và kinh doanh tại đây. Tiếp nữa đó là sẽ phê duyệt và xây dựng các cái khu phi thuế phí. Đó, tức là kích thích người dân và du khách đến đây và sẽ không bị phải đóng thuế nữa. Ok, để kích cầu mua sắm cũng như là các cái hoạt động giao thương ở đây, đúng không? Đúng rồi. Ok, vậy thì mình nghĩ là thời gian sắp tới thì sẽ có rất nhiều người có nhu cầu mua bất động sản ở tại Phú Quốc, đúng không ạ? Và nếu như mọi người chưa có lựa chọn nào thì ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục dẫn mọi người tới tham quan dự án May Home Capital Phú Quốc để biết đâu mọi người sẽ có thêm những lựa chọn nhé. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đều đã biết thì hầu hết những dự án hiện đang được đầu tư ở tại hòn đảo Ngọc Phú Quốc thì đều tập trung vào lĩnh vực nghỉ dưỡng. Duy chỉ có mỗi chủ đầu tư Mayland thì lại chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác.
Và tập đoàn Tân Á Thành là một trong những tập đoàn đầu tiên ở tại hòn đảo Ngọc thì đầu tư vào lĩnh vực đô thị với mong muốn là hoàn thiện mảnh ghép đại đô thị ở trên hòn đảo Ngọc Phú Quốc của chúng ta. Và để trả lời cho câu hỏi rằng tại sao đầu tư vào Mayhome Capital Phú Quốc lại là đúng đắn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Dương Văn Thuận, chuyên viên kinh doanh của Mayhome Capital Phú Quốc để làm rõ hơn cho câu trả lời này nhé. Điều đặc biệt đầu tiên của đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc đó là Mayhome Capital Phú Quốc nằm trong cái quỹ đất 8%. Đất ở đô thị rất là hiếm hoi tại thành phố Phú Quốc. Thì thành phố Phú Quốc chúng ta thì đa phần đó là đất rừng và là đất thương mại dịch vụ, thì cái quỹ đất ở rất là hiếm. Thì đây là cái nét đặc biệt khó các dự án nào tại Phú Quốc có được. Vì sao chủ đầu tư hướng tới là Mayhome là một lõi trung tâm của đảo Ngọc? Thì đầu tiên chúng ta có đó là lõi về giao thông. Trong đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc sẽ có rất là nhiều những cái tuyến đường chính, ví dụ như tuyến đường DT975, tuyến đường kết nối từ trung tâm Dương Đông, sân bay Phú Quốc đi về An Thới đó. Thì và thứ hai là cái tuyến đường du lịch tỷ đô là đi ngang qua tất cả các dự án, những cái resort 5 sao, 6 sao tại Phú Quốc hiện giờ. Thì khi đi qua đại đô thị Mayhome của mình đó, nó sẽ thành là đại lộ trung tâm An Thới rộng 36m, và tất cả những cái khách hàng đi du lịch đến Phú Quốc sau này sẽ đi ngang qua cái con đường đấy. Đó là một cái phễu khách hàng du lịch cực kỳ lớn dành cho đại đô thị Mayhome. Và cái thứ ba nữa là cái tuyến đường đi bộ ven biển Bãi Trường dài 10 km thì nó cũng kết nối với lại khu Mayhome Capital của mình. Và còn một cái tuyến đường nữa rất là quan trọng đó là đại lộ Bình Minh, kết nối từ đường Đông đảo và phía Tây đảo, là từ Bãi Trường qua Bãi Sao, hai bãi biển đẹp nhất Phú Quốc hiện tại. Đó là cái kết nối về giao thông. Tiếp đó nữa là chúng ta sẽ phát triển thành một cái lõi kinh tế chính trị. Bởi vì sao Phú Quốc hiện tại đang rất là cần về cái giáo dục và cái y tế. Và đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc cũng như chủ đầu tư Mayland là nhìn thấy được cái điều đó và đem đến những cái tiện ích đó dành cho Phú Quốc. Vì vậy là trong đại đô thị chúng ta nó sẽ có là hệ thống trường liên cấp quốc tế từ mẫu giáo cho đến đại học, bệnh viện đa khoa quốc tế và trung tâm hành chính. Thì kèm theo những cái tiện ích đó, ngoài ra chúng ta sẽ còn thêm những cái như là trung tâm thương mại, thư viện để cung cấp những cái dịch vụ, những cái tiện ích cao cấp cho những cái cư dân ở trong đại đô thị Mayhome. Thì khi đã có những cái tiện ích đó rồi thì chúng ta có tiếp đó là cái lõi thứ ba, lõi cư dân tinh hoa, tinh khiết. Vì khi đã có những cái tiện ích cao cấp như vậy, những cái tiện ích rất là cần cho Phú Quốc như vậy, thì những cái cư dân cao cấp, những cái nhân sự cao cấp làm cho những cái resort lớn tại Phú Quốc, họ sẽ về đại đô thị Mayhome của mình và sinh sống và làm việc, thì để tận hưởng những cái tiện ích đó trong đại đô thị Mayhome. Vâng, có thể nói rằng là với những cái vị trí đắc địa và với những yếu tố như vậy thì chắc chắn đây sẽ là một cái địa điểm đáng thu hút và sẽ rất hấp dẫn trong thời gian sắp tới, đúng không ạ? Đúng là như thế, với những gì mà anh Thuận vừa mới phân tích thì chúng ta thấy rằng đây chính xác là một khu đô thị thực sự đáng sống. Đáng sống bởi vì sao? Đầu tiên đó là đáng để ở. Chúng ta thấy rằng ở đây quá đầy đủ tiện nghi này, quá đầy đủ các cái hệ sinh thái để đáp ứng nhu cầu sống cho cư dân ở đây nữa. Và thứ hai đó là về vị trí. Vị trí ở đây quá đẹp và có thể di chuyển đến các cái khu nghỉ dưỡng khác cũng như là đi ra ngoài thành phố thì cũng rất là hợp lý. Và thêm một thông tin nữa dành cho Ngọc Ánh thì sau khi mà hoàn thiện ấy, thì sẽ được vận hành bởi đơn vị rất là uy tín là CBI. Cho nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Đó. Và thứ hai đáng sống là vì ở đây còn đáng để kinh doanh nữa. Đáng kinh doanh thì mình thấy có hai ý. Đầu tiên đó chính là có rất nhiều các cái shop house ở đây và từ đó thì đồng nghĩa với việc là sẽ thu hút được rất nhiều các cái du khách cũng như là cư dân ở đây thì cũng có thể mua bán này, trao đổi các hoạt động kinh doanh của mình rất là thoải mái. Đó. Và cuối cùng đó là đáng đầu tư. Tại sao lại như vậy? Tiềm năng đất ở đây thì tăng giá chắc chắn là quá là rõ ràng rồi, đúng không ạ? Ngoài ra thì đó. Pháp lý đúng không? Ngoài ra pháp lý ở đây thì có sổ hồng vĩnh viễn này và cũng rất là rõ ràng và để cho người dân cảm thấy là an cư yên tâm để có thể sống tại đây. Quý vị và các bạn thân mến, sau video ngày hôm nay, chắc hẳn là quý vị khán giả của chúng ta cũng đã tự giải đáp được cho mình câu hỏi tại sao nên đầu tư tại Mayhome Capital Phú Quốc rồi, đúng không ạ? Vâng, và không biết là quý vị các bạn có quan điểm như nào về Mayhome Capital Phú Quốc trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đúng không? Mọi người có thể comment ở phía dưới để anh em tôi được biết những cái chia sẻ của mọi người. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong rất rất nhiều chương trình sắp tới. Và trong thời gian chờ đợi thì nhớ đăng ký, subscribe để ủng hộ anh em chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.